Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ các bạn là cách trộn bột sư tử để dành mà mình chiên giòn tất cả các loại phai ngô gì cũng được nha. Chay mặn đều dùng được, tôm, mực, chiên giò, cá, gà gì cũng được hết là mặn nha. Còn chay thì mình nhúng bột mình chiên tất cả những rau củ quả gì cũng đều được hết nha. Đây là cách pha bột sư tử mình để dành mình ăn lâu, nó rất là thơm ngon nha. Ở đây là có, bây giờ là mình phải pha 1 kg bột năng, nửa ký bột bắp, nửa ký bột chiên giòn, một nửa ký bột sư tử nha, 100 gram bột béo. Nếu mà các bạn có bột béo mình làm nửa ký thì nó rất là ngon, còn giờ mình cũng hết rồi, mình còn 100 gram thì mình sẽ trộn vào 100 gram thôi, có cũng được và không có cũng được nha. Bây giờ trước tiên mình sẽ lấy cái thau. Bây giờ trước tiên mình cho bột năng vào. Khi mà những các bạn nào mà buôn bán mình pha dạng sẵn thì rất tiện lợi, khi mà ai khách tới kêu cái gì mà chiên giòn dính dáng tới bột, cái loại bột này thì mình chỉ lấy ra cho tô, cho dĩa vô thau là mình làm được rồi, không cần phải pha chế nó rất là lâu. Nhưng mà các bạn biết khi mà trộn có bột sư tử, bột béo vào mình chiên những cái món ăn của mình nó rất là ngon luôn. Cái này là 1 kg bột năng, nhưng mà cái đó hồi nãy là 2 bịch, nó có 800 gram thôi. Mình sẽ cho vào đây thêm 200 gram nữa, rồi là đúng 1 kg. Còn ở đây là bột chiên giòn, mình sẽ cắt bột chiên giòn ra. Tại vì nhà mình ngày nào cũng nấu á, nên mình pha sẵn vậy luôn, sẵn để chia sẻ với các bạn luôn. Tại cũng nhiều bạn cũng kêu mình chia sẻ cái món này để họ kinh doanh đó, có tiện lợi. Ba bịch chiên giòn, 3 bịch 450 gram, thì bây giờ mình cho thêm 50 gram nữa, rồi là chẳng nửa ký tới bột bắp. Bạn trộn như là 5-6 tháng cũng vẫn không hư nha. Xài tới đâu lấy ra tới đó. Các bạn cho từng hộp vậy đó. Còn những bạn nào kinh doanh thì không cần. Chỉ cần là bỏ vô cái hộp to rồi cứ làm thôi. Tại vì kinh doanh chừng vài ngày là đã hết rồi. Còn mình ăn lâu thì các bạn có thể là trộn ít trở lại. Mình chia sẻ như vậy là tại vì mình có cần ấy luôn. Còn những cái bạn nào mà xài ít thì cứ mình chia ra nhỏ lẻ ra đó. Bây giờ bột bắp mình thêm 50 gram nữa cho đủ nửa ký, bột năng 1 kg, bắp thì mình cứ hai vô hũ rồi mình để mình xài. Bây giờ tới bột béo. Bột béo này các bạn mua loại nào cũng được. Ở đây là một lon bột sư tử nha. Đây, trộn vào luôn. Các bạn thấy nó có màu hồng không? Thơm lắm các bạn ơi. Có bột này các bạn chiên giòn những món ăn nào cũng đặc sắc hết nha. Mình làm mà có một cái lon này thôi các bạn. Lon này có 300 gram, đáng lẽ là mình làm nửa ký. Nhưng mà thôi mình làm 300 gram thôi. Tại vì mình xài, mình lấy ra 300 gram thì bây giờ mình sẽ cho thêm 300 gram nữa là 600 gram, nhưng mà các bạn làm chừng 500 gram cũng được nha. Đây là bột này, là bột sư tử nữa. Các bạn coi nhãn hiệu nha. Cái này người ta làm á, nếu mà nè chưa bao giờ làm bằng túi như vậy, làm bằng túi này nó sẽ không bảo đảm chất lượng nha các bạn nè. Các bạn coi nè, chứ mình không biết nha, mình không biết nói nha. Các bạn thấy thì các bạn coi, nếu các bạn thích thì các bạn mua nha, nhìn kỹ các bạn mua nha. Đây cái lon của nó vàng, cái lon này chỉ có 300 gram thôi. Bột sư tử thơm nó, còn làm cái món này các bạn chiên tất cả hải sản, tất cả chay mặn đều dùng được, rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây luôn. Cái nắp của nó cùi nè, mình cho 50 gram thôi, còn chừa là 21 mình có thể
mình cho tổng cộng là mình cho cũng nửa ký đúng với cái quy định, còn chừa lại để mai mốt mình còn làm chuyện khác. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại. Có cái này nó kín lắm rồi. Cái nắp này nó khó đậy lắm. Nhưng mà nó rất là kín. Cái nắp này các bạn biết nó có cái lặn ôm ở ngoài nè. Nên nó kín thôi, nó sẽ không bao giờ hư nha. Mình làm rỡ dở rồi cái này để hoài cũng không hư luôn nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn lên cho đều nha. Bột chiên giòn mà có bột sư tử thì vô rất là ngon luôn. Các bạn nào chưa làm ăn thì cứ làm ăn thử nha. Cái này là cách pha bột để kinh doanh ngoài những cái quán tiệm bán chiên xào đồ các bạn. Chiên hải sản đồ. Này chay mặn đều dùng được hết. Cái này thì mình làm để ở nhà mình để dành dùng 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 món chay. Chứ còn bột chiên giòn không thì cũng ngon, chứ không phải là không ngon, nhưng mà các bạn trộn tổng hợp như vậy nè. Các bạn cứ làm thử một lần nha. Ăn rất là ngon, ở nhà mình ăn rất là ngon. Cái bột sư tử này cũng tốt cho sức khỏe lắm nha. Bây giờ mình trộn nó cũng đã đều hết rồi các bạn. Nó hòa quyện lại với nhau hết rồi. Bây giờ mình xin nhắc lại một lần nữa cho các bạn nhớ nha. Cách pha bột sư tử này là 1 ký bột năng, nửa ký bột chiên giòn, nửa ký bột bắp, nửa ký bột béo, nửa ký bột sư tử nha. Chỉ có bột năng là 1 ký thôi. Còn các bạn có bột béo thì bỏ vô, không có thì cũng không sao. Để mình làm xong rồi 1-2 bữa nữa mình chiên lên cho các bạn thấy có ngon không nha. Bây giờ mình sẽ cho vào hũ nè. Để dành ăn mấy tháng cũng không hư nha. Cái này là kinh doanh người ta làm, người ta trộn vô, người ta để dành, người ta bán cho nó tiện lợi. Các bạn ở nhà cứ pha vậy nè. Để ăn 4, 5 tháng, 5, 6 tháng cũng không hư. Bây giờ mình đã cho vào hũ, các bạn cái hũ này đầy quá. Mình cho thêm ra một hũ nữa. Hũ này mình ăn trước, còn hũ này để dành ăn sau, ăn dần dần. Thơm lắm nha các bạn. Đó. Cả nhà cứ làm y như mình vậy nè. Nếu mà cả nhà mà ít ăn cũng như mình ăn chay nhưng mà ít chiên xào gì đó thì mình làm chừng phân nửa thôi, chừng phân nửa cái của mình thôi. À, ăn hết rồi mình sẽ làm tiếp. Còn cái này là mình làm đi lên YouTube đó, thường xuyên nên mình sẽ xài những cái món này thường xuyên nên mình trộn nhiều một lần cho đỡ mất công. Hồi xưa mình bán quán cũng vậy nữa bạn, mình cũng làm sẵn như vậy nè, làm sẵn như vậy rồi cái bắt đầu cái là mình xài rất là nhanh luôn, chừng mấy ngày đã 1 hũ rồi đó là mình trộn vậy thôi. Bây giờ mình tạm chia tay với các bạn nha, chúc các bạn làm món bột chiên giòn trộn với bột sư tử để dành chế biến nhiều món ăn nha. Nếu mà các bạn nào mà ăn mặn thì có thể là mình chiên giòn với hải sản, gà, đồ tất cả món gì cũng được. Còn ăn chay thì cũng y vậy thôi. Mình chế biến nhiều món chay mà cần tới bột này thì mình cũng dùng y vậy thôi nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn được dồi dào sức khỏe và bình an, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha.